Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học vở bài tập tiếng Việt lớp 2 mới, sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Tuần 27, ôn tập giữa học kỳ 2, tiết 5 6 7 8, trang 38. Chúng mình mở sách bài tập để bắt đầu bài học. Bài 4, quan sát tranh trong sách học sinh trang 71. Viết các từ ngữ chỉ sự vật, chỉ màu sắc của sự vật vào bảng dưới đây. Đây chính là bức tranh trang 71. Bây giờ chúng mình quan sát xem trong bức tranh từ ngữ chỉ sự vật có sự vật nào được nói tới ở trong tranh và màu sắc của sự vật đó. Các con viết vào cột thứ nhất là từ ngữ chỉ sự vật. Cột thứ hai là từ ngữ chỉ màu sắc của sự vật tương ứng. Và bên này cũng như vậy. Bây giờ chúng mình quan sát và suy nghĩ. Ví dụ này, con thuyền là từ ngữ chỉ sự vật. Và màu sắc của con thuyền đó là màu nâu. Tương tự như vậy, ở đây có con đường, màu sắc của con đường là cũng là màu nâu. Tiếp theo, đến dòng sông. Dòng sông là sự vật màu sắc. Đó là màu xanh lam. Con cò là từ ngữ chỉ sự vật. Và đây là đàn cò bạch cho nên có màu trắng. Và đây là hình ảnh con bò đang gặm cỏ và màu lông của con bò đó là màu nâu rồi những đám mây đang bồng bềnh trôi trên bầu trời đám mây có màu trắng rồi đây là những con bê những con bò nhỏ được gọi là con bê màu lông của nó là màu nâu cây cối cây cối rất nhiều cây và màu sắc đó là màu xanh lá rồi quả đồi phía xa xa Có màu, màu xanh Rồi đây là lũy tre cũng có màu xanh Và những cây cỏ cũng có màu, màu xanh Những từ ngữ chỉ sự vật Và từ ngữ chỉ màu sắc tương ứng của sự vật Chúng mình bấm dừng video để chúng mình tự viết bài số 4 ở sách bài tập trang 38. Viết xong thì chúng mình lại bấm tiếp theo. Bài 5, viết 2 đến 3 câu với từ ngữ tìm được ở bài 4. Đây là bức tranh minh họa, chúng mình hãy viết. Ví dụ, câu mẫu, dòng sông uốn khúc quanh làng xóm. Con nhìn hình ảnh, dòng sông uốn khúc các con có thể tham khảo bài viết sau bức tranh vẽ cảnh làng quê rất đẹp dòng sông xanh biếc hai bên bờ sông cỏ xanh mơn mờn đàn chim đang bay liệng hoặc con tham khảo bài thứ hai bức tranh rất đẹp bầu trời xanh trong những đám mây trắng trôi bồng bềnh dòng sông uốn lượn như dài lụa đào đàn bò đang thung thăng gặp cỏ các con dựa vào bức tranh với những từ ngữ tìm được ở bài tập số 4. Dựa vào bài tham khảo và bức tranh minh họa. Các con hãy bấm dừng video để chúng mình viết bài. Và bài 5, sách bài tập trang 38. Viết xong thì chúng mình lại bấm tiếp theo. Bài 6. Điền dấu câu phù hợp vào mỗi ô trống. Còn quan sát các vị trí ô trống, đọc thầm nội dung bài để điền dấu chấm. Để điền dấu câu cho phù hợp. Mặt trời thấy cô đơn buồn bã. Đây là hai từ ngữ nêu cảm xúc đứng gần nhau, cô đơn, buồn bã. Vậy chúng mình dùng dấu phẩy để ngăn cách. Vì phải ở một mình suốt cả ngày, chấm vì đây là kết thúc của một câu. Mặt trời muốn kết bạn với trăng, sao. Trăng và sao là hai từ ngữ chỉ sự vật. Vậy chúng mình dùng dấu phẩy để ngăn cách. Chấm vì đây là hết câu. Nhưng trăng sao dùng dấu phẩy để ngăn cách. Trăng và sao là hai từ ngữ chỉ sự vật. Còn bận ngủ để đêm thức dậy chiếu sáng cho mặt đất. Cô mời lớp mình đọc lại bài hoàn thành của mình. Mặt trời thấy cô đơn, phẩy, buồn bã, vì phải ở một mình suốt cả ngày. Chấm. Mặt trời muốn kết bạn với trăng, phẩy, sao. Chấm. Nhưng trăng, phẩy, sao, còn bận ngủ để đêm thức dậy, chiếu sáng cho mặt đất. Kết thúc một câu, chúng mình viết dấu chấm còn dấu phẩy ngăn cách giữa các từ ngữ giữ chức vụ giống nhau. Ví dụ ở đây, hai từ ngữ đều nêu cảm xúc hoặc hai từ ngữ cùng là từ chỉ sự vật. Thì chúng mình, chúng mình dùng dấu phẩy để ngăn cách. Các con lưu ý để ghi nhớ khi chúng mình làm bài tập về điền dấu câu. Bài 7 Tìm và viết vào bảng dưới đây từ ngữ có tiếng bắt đầu là cờ hoặc K có tiếng bắt đầu là G đơn hoặc G ghép có tiếng bắt đầu là ngờ đơn hoặc ngờ ghép ví dụ mẫu cây phượng cây viết là cờ lạ kỳ kỳ viết là ca các con lưu ý âm cờ sẽ kết hợp với âm o o ơ, u u a á Ơ liền sau còn âm k chỉ kết hợp với i e e liền sau. Âm k chỉ kết hợp với ba âm i e e. Bây giờ chúng mình sẽ tìm những từ có tiếng là cờ. Ví dụ có cổng, cơm, cánh, cần, cứng. Cờ kết hợp với o, Ơ, ô, a, ứ ư rồi u rồi ô rồi um, á ớ vân vân đó chúng mình có thể tìm được rất nhiều từ cô viết dấu ba chấm có nghĩa là vân vân thế còn tiếng chứa âm đầu là k thì liền sau là i e e vậy chúng mình sẽ tìm được ví dụ kính kiên kèn kẻng cành kết vân vân Tiếp theo tiếng có âm đầu là g đơn hoặc g ghép. Liền sau g đơn là o, o, ơ, u, ư, a, á, ớ. Liền sau g ghép là i, e, e. G ghép chỉ kết hợp với ba âm đó là i, e, e. Nào chúng mình tìm cho cô. Ví dụ có thể là từ gọn, gỗ, gỡ, gà, gần, gừng, gương, vân vân Có rất nhiều từ có tiếng chữ âm đầu là g đơn. Con ghẹ, ghìm, ghé, ghét, ghế, gành, vân vân Rất nhiều từ có tiếng chữ âm đầu là g ghép. Tiếng chứa âm đầu là ngờ đơn hoặc ngờ ghép. Ngờ đơn kết hợp với âm o, o, ơ, u, ư, a, a, ớ liền sau. Còn ngờ ghép chỉ kết hợp với ba âm Đó là âm E, m E, I, E, E ở liền sau Chúng mình có thể tìm được rất nhiều Từ có tiếng, chữ âm đầu là ngờ đơn Ngắm cảnh, ngô, ngân, ngủ, ngừng Thế còn ngờ ghép Ví dụ nghỉ, nghìn, nghé, nghiêng, vân vân Chúng mình ghi nhớ kiến thức để chúng mình viết những từ có tiếng chứa âm đầu là cờ hoặc ca, gờ đơn gờ ghép ngờ đơn ngờ ghép cho đúng chính tả. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình viết bài. Các con tự suy nghĩ để viết vào sách bài tập trang 39. Làm xong thì chúng mình chuyển sang bài tiếp theo, bài 8. Viết 4 đến 5 câu kể về việc em đã giúp đỡ người khác hoặc em được người khác giúp đỡ. Gợi ý: Em đã giúp đỡ ai việc gì? Hoặc ai đã giúp em việc gì? Em hoặc người đó đã làm như thế nào? Em có suy nghĩ gì sau khi giúp đỡ hoặc được giúp đỡ? Dựa vào yêu cầu của bài và gợi ý và các con tham khảo bài sau đây. Hôm qua trong giờ học chính tả, bạn Hồng bị hỏng bút mực, em đã cho bạn mượn một chiếc bút của mình. Sau giờ học, Hồng đã cảm ơn em, em cảm thấy rất vui vì đã giúp đỡ được bạn. Vậy, việc làm em đã giúp đỡ bạn đó là cho bạn Hồng mượn bút vì bút của bạn Hồng bị hỏng. Các con tham khảo bài tiếp theo. Giờ ra chơi hôm thứ hai tuần trước, em và Hà cùng nhau chơi ở sân trường bỗng dưng bạn hà thấy mệt em đã đưa bạn hà lên phòng y tế của trường và báo với cô giáo cô khen và biểu dương em trước cả lớp em cảm thấy rất vui vì đã giúp đỡ được bạn vậy ở bài này việc làm tốt đó là khi bạn bị mệt thì mình đã đưa bạn lên phòng y tế và báo với cô giáo các con tham khảo bài tiếp theo hôm qua cô giáo cho chúng em một số bài tập môn toán em không làm được một số bài khó giờ ra chơi em đã nhờ lan giảng bài giúp bạn lan vui vẻ giảng bài cho em bạn còn lấy rất nhiều ví dụ để cho em để em có thể hiểu hơn em rất vui vì bạn đã giúp em em đã nói lời cảm ơn lan ngay sau đó vậy đây là bài kể về việc bạn đã giúp đỡ mình đó là giảng bài cho mình. Các con hãy bấm dừng video và nhớ lại việc con đã giúp bạn, giúp người khác hoặc là con được người khác giúp đỡ để các con viết bài vào sách bài tập bài 8 trang 39. Viết xong thì chúng mình lại bấm tiếp theo. 5 tiết 6, tiết 7, tiết 8. Vậy chúng mình hãy bấm like và nút đăng ký để ủng hộ kênh của cô Lan để cô Lan sẽ làm nhiều video hay hơn nữa cho chúng mình xem. Xin chào và hẹn gặp lại.